Chuyện tình yêu có mấy ai biết được ngày vui, mấy ai biết được ngày buồn. Ước mộng ban đầu đẹp tựa bài thơ, bao yêu thương sâu trong mơ. Ngày tình yêu đến em đâu mơ ước sâu sang, chỉ mong sao được hạnh phúc sớm hôm vui vây bên nhau, chia sớt buồn vui bao sóng tố trong đời, nguyện bền chặt câu lứa đôi. Ngờ đâu yêu thương xưa vội tan khi anh đi không trở về, mang theo bao nhiêu ước mơ. Chuyện tình yêu ai biết đâu ngày sau, khi con đò xa bên đê từng đêm em khóc thầm. Rồi mai em biết đi về đâu khi thân em đã lỡ làng, lời đau thương chót mang. Phận làm con chữ hiếu con nặng mang, nên yêu thương đành giấu kín cho quên đi những muộn phiền. Một con một bóng anh ba đâu con? Dạ, anh nói anh đợi chị Hà về rồi anh mới ăn đó tía. Thằng. Con là du học sinh ở quê nhà qua hả con? Dạ bác. Ăn đi con, ăn cho nhiều nha. Ăn dạ, tự dạ. nhiên nha. Dạ, con cảm ơn bác. Nè, thì ra cậu Khánh là người cùng quê mình phải không? Ủa, vậy hả? Con là người Cần Thơ hả con? Dạ. Nhà con ở Cần Thơ, nhưng mà con lên Sài Gòn học và ở từ nhỏ rồi. Nhưng mà lâu lâu con cũng về quê thăm quê. Ê, vậy sao? Đó tới giờ đâu có nghe Khánh nói gì đâu. Thì tại Duyên đâu có hỏi đâu. Cái này là tía hỏi. Đúng ra mà cùng quê với nhau là coi như một nhà vậy á, đúng không con? Dạ. Nhà này lâu lắm rồi mới có khách lưu lại ở đây, cho nên quý lắm. Cháu có tự nhiên dùng với bác nha. Nè, cứ ăn thoải mái nghe không? Dạ. Giờ cũng bác ly cái coi. Dạ, dạ bác. Mà con quen với bé Duyên lâu chưa? Mà sao không nghe bé Duyên giới thiệu? Dạ, tụi con cũng mới biết nhau khoảng chừng mấy tháng gần đây ở trong trường thôi. Cùng là người Việt Nam nên dễ nói chuyện hơn. Mà con thì lại mới qua nên cũng không có nhiều bạn. Mà cũng nhờ Duyên giới thiệu cho con mấy người bạn khác nữa. Đúng rồi. Nói gì nói chứ ở đây người nước ngoài họ cũng còn vẫn kỳ thị với những người da màu châu Á lắm con ơi. Dạ con biết bác. Mà bây giờ lại có bạn người Việt với nhau là con thích nhất á. Đúng ý với bác đó. Người Việt là phải quen với người Việt ha. Mà sao con biết nhà hay vậy con? Dạ hôm trước con có đưa Duyên đi chơi, rồi con đưa Duyên về nhà nên con mới biết nhà. À thì ra con là nguyên nhân mà làm cho bé Duyên tắt điện thoại phải không? Dạ con không hiểu. Thì bác chỉ hỏi vậy thôi. Thôi hôm nay vui vẻ. Dùng bữa đi con. Nè vô. Dạ. Có chuyện gì mai mốt tính. Dạ. Uống ít thôi đó tía. Mình tính giờ luôn được không bác? Làm sao? Dạ thưa bác, hôm trước con có đưa Duyên đi xem nhạc kịch, về hơi khuya nên làm cho cả nhà rồi hai bác phải lo lắng. Vụ đó tôi giận á. Nên hôm nay cũng vì lý do đó mà con tới để xin lỗi hai bác. Con mong hai bác và gia đình bỏ qua cho Duyên cái chuyện này. Trong gia đình người Việt mình á, thì đó là đạo lý. Sai thì mình phải biết xin lỗi, có lỗi thì phải biết nhận lỗi, đúng không bác? Đúng rồi, đồng ý. Mà lỗi thì cũng một phần do con, nên con xin chứ lỗi con bác. Gì nữa. Hôm đó giận lắm ngang. Nhưng mà bây giờ chắc cũng hết rồi. Bởi vì tôi thấy cậu Khánh cũng là người đàng hoàng, chắc có lẽ là gia đình cũng tốt. Cho nên thôi bỏ qua chuyện đó đi. Thôi uống ly dạ, đi con. Cảm ơn bác. Ăn đi con, ăn đi. Tía,
Gì? Uống ít thôi. Ăn tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn đi. Bác, lâu lắm rồi Khánh mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy á. Đúng là ngon thiệt. Bình thường Khánh toàn ăn ở ngoài không à. Cảm ơn gia đình Duyên nha. Có gì đâu mà cảm ơn Duyên. Nhưng mà tại sao Khánh biết được chuyện mình bị tí la vậy? Thật ra thì lúc sáng Khánh có nghe Luân nói, nên chiều nay Khánh quyết định đến để xin lỗi luôn. Khánh cũng ghen lắm á. My father khó chịu, gia trưởng lắm á. Mình sai thì mình phải chịu chứ. Duyên hiểu rồi. Cũng tại Duyên bướng quá. À mà Khánh nè, Việt Nam có đẹp không? Đẹp lắm, nhiều cảnh đẹp lắm. Có những nơi là di sản của thế giới luôn. Như là... Ngồi đây đi. Vịnh Hạ Long nè, hệ thống Đồng Phong Nha, Kẻ Bàn, Sơn Đồng, quần thể danh thắng Tràng An, thành Nhà Hồ, rồi phố cổ Hội An. Nói chung là nhiều lắm. Chừng nào Duyên về Việt Nam đi, Khánh dẫn đi cho biết. Ờ, nhưng mà đó giờ Duyên chưa có bao giờ được về hết á. À mà nè, tía của Duyên nói là ở Việt Nam mình á, sông nước á, đẹp dữ lắm phải không? Yes, sông nước ở Việt Nam mình rất là đẹp. Có nhiều thắng cảnh rất là nổi tiếng. À, có một lần á, Khánh với mấy đứa nhỏ ở đó trèo cây đi ăn cắp ổi, rồi bị chủ nhà rượt theo đánh một trận tơi bời luôn. Có nữa sao? Dạ, có chuyện đó nữa. Duyên biết không, có một lần á, Khánh về quê đi bắt ốc. Ờ. Xuống mương đi bắt ốc với mấy đứa nhỏ thì Khánh bị con đĩa nó cắn luôn á. Con gì cắn? Con đĩa. Là con gì vậy? Con đĩa là một loại vật nhỏ, khi mà nó bám vô người của mình á là nó sẽ hút máu của mình. Ý. Ghê lắm. Mấy ngày sau á, Khánh về Khánh bị sốt quá trời luôn á. Ui, wow. Oh my god. Việt Nam nguy hiểm quá à, đâu có gì vui đâu. Đó chỉ là kỷ niệm thôi, không có gì phải lo lắng cả. À, nếu mà có dịp á, Duyên về Việt Nam thì Khánh sẽ dẫn Duyên đi chơi, được không? Được, đương nhiên là phải được rồi. Mà Duyên biết con đĩa sợ nhất là cái gì không? Không. Là vôi á. Mình lấy vôi bột, mình xoa vào con đĩa thì con đĩa sẽ dãy ra. Cho nên người ta hay nói là dãy nảy như đĩa phải vôi. Ồ, Duyên á, Duyên rất là thích mấy cái câu này của người Việt Nam mình á, gọi là cái gì á? Thành ngữ. À, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, vậy sau này Khánh chỉ Duyên nhiều hơn về mấy câu này nha. Chắc chắn rồi. Thôi bây giờ trễ rồi, có gì mình đi về đi. Ừ, cũng được. Đi. Đi. Anh Sáu. Hả? Nghe ông Bảy nói lúc này anh chạy show dữ lắm phải không? Rồi. Làm như tôi nổi tiếng lắm vậy chạy show. Ông nói đúng kìa. Rồi. Ông chạy liên tục luôn. Ông chạy nhiều để kiếm việc làm đó. Trời ơi, xô chậu gì đâu anh ơi. Thì làm chút chuyện cho người ta rồi chạy ra chạy vô cho vui vậy mà. Đây đây đây, 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 đây. Hôm nay có việc mới nè. Có gì, có gì? Cần người giữ trẻ. Ủa, anh đọc tiếng Mỹ được hả anh Sáu? Tiếng Việt mà. Hả? Trời, tôi tưởng tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ. Không phải anh Tư. Người ta đăng là cần người giữ trẻ, ha không? Vậy bây giờ mình đăng ổng giữ trẻ, người ta nhận ổng liền luôn á. Nhưng mà anh Sáu đâu có giữ trẻ được đâu. Cái gì? Hai ông nói tôi làm việc này không được hả? Sao? Giữ trẻ hả? Yes, I do. Vậy là anh quyết định đi giữ trẻ hả? Yes. Ê trời ơi. Tha cho tôi đi, tôi xin mấy anh tha cho tôi. Lần này nó lạnh nha ông già. Lần sau là nguyên một chai xăng nha. Tôi xin mấy anh mà. Mà đừng, mà đừng đánh tía tôi mà. Tôi xin mấy anh đó, đừng đánh tía. Nhớ tôi nha ông mà. Già, đi tụi bay. Tôi xin anh mà. Nhớ nha ông già. Tía, tía có chồng tía. Mày có sao không vậy? Mày ra đi. Mày có thương yêu gì tao là mày can. Mày để cho khi tao quýnh tao cho chết luôn đi. Không có tiền trả nợ cho tụi nó, thế nào nó cũng quýnh tao chứ ba mày chết. Mày là đứa con bất hiếu, phải chi mày lấy chồng nước ngoài thì tao với ba mày đâu có khổ vậy, đâu có bị tụi nó quýnh vậy.
Vậy bây giờ con lấy chồng theo ý tía. Sao số tôi khổ là tía vui đúng không tía? Như vậy mai đi gặp người ta rồi thì mắt sưng lên, tía bày ổng rầy cho. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Đi đi con. Má của bạn. Tôi nè. Đứng đó nãy giờ tôi kêu bà không lên tiếng. Đứng đó nãy giờ kêu không lên tiếng. Ngày mai á, người ta coi mắt nó đó. Bà nói nó làm sao đừng có để người ta chê đó nghe. Thấy nó buồn rầu vậy á, đứt ruột luôn vậy á. Lo cái gì, mới thì nói vậy thôi, chứ sau này á nó sống sung sướng thì nó khác. Lo cái gì. Ủa, đi đâu vậy? Con xuống, con xuống. Không, đi về, đi về. Anh đi về phòng đi. Nè, nghe anh hỏi nè, có người yêu lâu chưa? Ghê nha, thấy lù lù mà giác cái lu chạy ghê thiệt chứ. Cái lu là cái gì? Em không hiểu, em không biết anh nói gì hết trơn á. Hai đứa đã hẹn hò nhau lâu chưa? Nói anh ba nghe trước coi. Anh này, anh như duyên quá à. Em với Khanh chỉ là... Chỉ là gì? Bạn thôi. Nhưng mà anh thích nó là người yêu của em hơn á. Ê, vô duyên đi. Anh thích là người yêu của em hay là người yêu của anh vậy? Khùng. À nhưng mà nói chứ Khánh cũng dễ thương, nói chuyện cũng ok. Ê, nói vậy là em thích nó rồi phải không? Đúng không? Em thích nó phải không? Tía, tía khoái người Việt lắm. Anh thấy tía cũng thích nó đó. Tía mình á hả? Chỉ cần là người Việt Nam, người nào mà tía không thích. Anh nói chuyện đó, tía nói đúng rồi còn gì nữa. Đúng gì? Thằng Khánh nó là người Việt. Rồi á, hai đứa mày quen nhau rồi mai mốt cưới nhau, rồi về đây á thêm một người Việt nó trong gia đình mình nó vui. Anh nó đi đâu vậy? Em với Khánh chỉ là bạn thôi. Đi về đi, người ta có điện thoại mà đứng. Làm cái ghê, về thì về. Alo. Ok, có gì mai gặp ha. Ok, bye bye. Ê, ê, trời đất ơi. Con Gián. Con Gián. Đâu con đâu, Gián đi về à. Rồi. Tại vì con Gián đây nè. Thôi đừng có xạo với em. Trời ơi thiệt con mà. Con Gián đâu ra? Xạo quá, đi về đi. Nghe lén người ta là không có được đâu á nha.
Nhiều khi mai mốt em với Khánh không thèm nói chuyện với nhau, giận nhau này kia là tại anh á. Đâu 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 đâu, đâu có nghe lén gì. Thì anh tính vô nói với em á là để coi coi á, có nên về Việt Nam gặp gia đình của cậu Khánh không. Anh này. Ừ thôi đi về. Tía. Ờ. Ê. Thưa tía, thưa anh, con đi. Ê, 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 ê. Trời ơi, ông ăn uống gì đi vậy? Ăn cái gì, người ta trễ xe rồi, đoán có chưa? Trời ơi, sắp xong kìa, để anh vô lấy cho. Trời ơi, em trễ xe bớt rồi, giờ mới chuẩn bị là sao? Ăn chút đi rồi đi, làm gì gấp dữ vậy? Em đi nha. Lại đây, tía nói nghe nè. Dạ. Lại đây, tía nói nghe. Dạ sao tía? Ý của tía là nói với con là từ này về sau mình đi học nhóm á, nha. Mai mốt á, con có đi học nhóm á, thì con cứ đi. Hả? Ha. Thấy được hả tía? Là sao tía? Thì là tía thấy được là được. À, gọi là đi học nhóm tía cho đi con không thích sao? Chứ sao? Hay là giờ muốn tía không cho đi học đúng không? Không phải, nhưng mà thấy nó... Không có gì hết á. Ý tía là chỉ muốn con vấn đề học hành, thấy không? Cần học nhóm thì cứ đi. Dù gì cũng phải xem xét người ta kỹ nghe không? Con nó tốt hay xấu vậy thôi. Con không hiểu ý tía gì hết trơn á. Nè nè nè, không có hiểu gì với bộ hả? Thì tía nói được là được mà. Anh nữa nha không? Thưa tía, con đi học. Anh nữa. Thôi con đi học nha tía. Em đi học nha. Tía. Hả? Tía thích bạn đó rồi phải không? Thấy bộ là biết thích rồi. Thích cái gì? Đây chỉ là... Cái còn gì nữa? Không phải. Ý của tía muốn nói là cái chuyện học hành, mấy chuyện đó đúng rồi, mình phải nới rộng cho nó. Cái đám trẻ giờ sợ lắm con ơi, không tin tưởng được. Hên quá. Hên gì? Con hết trẻ rồi. Uống đi tía. Nè tía. Chào anh Sáu. Anh Bảy, ngồi xuống đây đi anh Bảy. Sao hôm nay có nhã hứng kêu tôi ra đây vậy? Bình thường mình hẹn nhau ở công viên thôi mà. Tôi nói vậy, nó hằng học tôi rồi tôi chịu. Nó hằng học sao? Hôm qua thằng Tommy á, nó chạy chơi quanh mấy cây kiểng của tôi ở trong nhà. Rồi cái nó té. Vậy hả? Hôm qua nó về nó xót con của nó, rồi nó đập hết mấy cây kiểng quý của tôi. Có gì đâu, con nít mà nó hiếu động. Nó chạy, nó rủi ro, nó té, nó trầy chút xíu, có gì đâu, quá đáng mà nó la vậy. Anh biết không, tôi buồn nhất ở trong đó có một cái chậu tôi quý nhất tôi đem từ Việt Nam qua. Vậy hả? Đó anh coi vậy mà nó đập hết luôn à. Rồi nó trách tôi là sao ở nhà mà không để ý coi chừng con của nó. Không được, cái thái độ hòa vậy là tôi không chịu. Thấy không? Cái chuyện đó là chuyện con nít bình thường thôi. Nó phải nghĩ tới cái công của anh chứ. Anh ở nhà quán xuyến, rồi anh lo hết công chuyện trong nhà. Nó phải biết nghĩ chứ. Nó không thể nào mà nó nặng, nó nhẹ anh. Vậy là tôi không chịu rồi đó. Tôi nói thiệt với anh. Gì nữa? Anh có nhớ cái lần mà tôi đi làm từ thiện mấy lần trước đó? Khi mà nó biết tôi làm từ thiện đó, thì nó đã nổi giận một trận rồi. Có làm gì đâu mà nổi giận, tôi thấy đâu có được. Chuyện mà làm từ thiện là cái tâm của anh. Rồi ngoài ra thì đó là cái tiền của anh, đâu có dính líu gì tới nó đâu mà nó làm anh trận này trận kia. Thì đúng là tiền của tôi. Nó trách tôi á là phung phí, đem tiền cho người khác đó. Nhiều khi tôi cũng buồn quá anh Bảy, tôi muốn về Việt Nam luôn cho rồi. Nhưng mà nghĩ tới thằng nhỏ tôi không đành. Đúng là mỗi gia đình mỗi cảnh. Thôi đừng buồn nữa. Trời ơi, ôi da. Cái gì vậy? Cái gì mà đi đứng không coi gì hết trơn á trời. Làm gì giống như mất hồn vậy? Hồn vía bà để đâu trơn vậy? Sáng giờ tôi thấy bà té 2-3 lần rồi đó. Ngồi chút xíu dám mà cắm đầu xuống đây lắm à. Gì mà cái mặt không có hồn vía gì trơn vậy bà? Tôi thấy lo lo quá ông à.
Sao mà nó đi từ sáng tới giờ cũng chưa thấy nó về nữa. Bà lo cái gì, tới đó người ta coi mắt nó thôi chứ ăn thịt ăn cá người ta nuốt sống nó đâu mà bà lo. Mà nó đi với bà Mai mà bà sợ gì, phải nó đi mình nó đâu mà bà sợ. Bình tĩnh, không có lo cái gì hết. Biết vậy rồi nhưng mà tôi cứ lo làm sao á. Thôi đi, cái gì đâu mà làm chứ. Nó lấy chồng chứ nó đi chết đâu mà bà khóc 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 khóc. Về rồi hả con? Chị Mai, mời chị Mai ngồi. Tím á, con xin phép vô trong. Đó, anh chị thấy chưa? Tôi dẫn con Hạnh đi, rồi tôi dẫn con Hạnh về. Anh chị yên tâm chưa? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà sao rồi hả chị? À, qua bên đó đó, người ta rất là ưng ý con Hạnh. Tôi nghĩ cái đám cưới á sẽ diễn ra nay mai thôi. Trời dạ. ơi, tâm sự cũng nhờ chị Mai hết trơn nha. Tôi nói thiệt. Anh yên tâm, cái chuyện đó để tôi lo. Tôi sẽ báo tin vui sớm cho anh chị. Dạ. Ha? Thôi, bây giờ tôi đi về. Tôi còn lo rất nhiều đám mối khác. Dạ, cảm ơn chị Mai nhiều. Cảm ơn chị. Chị Mai về. Trời, tâm sự nhờ chị Mai nha. Không có chị tôi không biết sao luôn á. À, tôi thấy con Hạnh á, nó là đứa con có hiếu. Hôm bữa nó thấy anh bị đánh nó mới chịu đó. Chứ mà nó biết á, anh mà dàn cảnh để mà gạt nó, chắc nó hận anh suốt đời luôn đó. Anh tôi mà làm sao nó biết được. Thôi anh làm gì anh làm, miễn á là anh lo cái vụ này xong xuôi cho tôi là được rồi. Vậy nha. Cảm ơn chị Mai nhiều lắm. Thôi, nha. Thôi tôi xin phép đi về. Dạ, cảm ơn chị Mai nhiều nha. Ừ. Tôi không quên ơn chị đâu chị Mai ơi. Sao Hạnh lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì vậy? Anh cho này, Cái cậu này là em với anh Thông hay ra đây hẹn hò? Anh còn nói với em về chuyện tương lai của hai đứa. Vậy mà bây giờ anh bỏ em đi mãi mãi rồi. Anh bỏ em đi mãi mãi rồi anh ơi. Anh Thông mất rồi hả? Thank you.
Hai Duyên. Ờ, hai. Ủa, sao ông hẹn tôi ở đây mà không phải ở Cafetera vậy? À, hôm nay thì Khánh không muốn ăn ở Cafetera. Khánh muốn nấu ăn và đãi Duyên ăn một món. Wow, Khánh làm á hả? Ừ. Thật không vậy? Thật. Thơm quá vậy. Ai mà lấy Khánh á hả? Chắc là có phước lắm đây. Cảm ơn Duyên. Duyên có muốn là Khánh nấu cho Duyên suốt cuộc đời không? Duyên, chuyện này nó đột ngột quá à. Tự nhiên Khánh hỏi gì kỳ quá à. À, thôi không sao đâu, từ từ Duyên trả lời cũng được. Nhưng mà thôi Duyên ăn đi. Thôi chắc Duyên đi về trước. Về trước nha. Anh Bảy. Ủa, mấy anh mới tới hả? Bảy. Anh đang làm gì vậy? À thì hôm nay rảnh rỗi tôi ra đây tỉa cây cho nó đỡ buồn đó mà. Ủa John Ba đâu, sao mà không tỉa để anh làm vậy? Mấy cái chuyện này người già người ta làm cho nó vui, đặng qua thời giờ, biết không? Còn John Hai nó có gọi điện thoại về không? Có anh, cứ cách ngày là nó gọi à. Mà nó gọi hả, nói chuyện dài lắm. Càng nói chuyện với nó chừng nào thì tôi càng nhớ quê hương dữ lắm. Bởi vậy tôi nói tuổi già tụi mình lúc nào nỗi nhớ quê hương cũng canh cánh trong lòng. Chính xác luôn. Hả? Con bé Hai nó có gọi điện cho anh không? Có chứ. Cách đây mấy hôm nè. Điện thoại qua. Cảm ơn tôi cái vụ mà tôi gửi tiền về mua chiếc xe vậy cho bé rồi. Hai nó đi làm đó. Tốt quá, vậy được. Rồi nó có xin thêm mớ tiền để giải quyết công chuyện gì đó. Cái vụ này không được à? Rồi anh trả lời sao? Tôi nói tôi không có, từ từ đi. Vậy mà nó cúp điện thoại tôi luôn à. Gì kỳ vậy? Nó không hiểu hoàn cảnh của anh ở bên này mà nó còn giận nữa hả? Chắc nó tưởng anh có nhiều tiền lắm à. Đúng rồi. Vậy nó không có biết là tiền tôi gửi về cho tụi nó là tiền tôi mượn của hai anh đây chứ đâu. Bởi vậy mấy em cháu ở bệnh nó không hiểu cái nỗi khổ của người già mình. Ở bên này lãnh được tiền già cũng phần nào thôi. Muốn có thêm tiền thì phải làm để kiếm thêm. Khổ lắm chứ. Chú Sáu. John Ba kìa. Dạ tiếng. Con. Chú Tương. Bây đi xin việc sao rồi? Dạ chờ người ta trả lời. Dạ thôi, mấy chú chơi với tía con. Con vô làm bếp nha. Dạ. Đó đi con. Thấy không, đàn ông con trai tướng tá vậy mà tối ngày vô bếp không à. Cái đó anh phải mừng mới đúng. Sao mừng? Biết đâu sau này nó trở thành đầu bếp nổi tiếng thế giới thì sao. Đúng rồi. Đây nè, các đầu bếp nổi tiếng thế giới phần nhiều là đàn ông không đó nghe. Đúng rồi, giống như Giang Canh Cúc đó. Đó. Tôi biết là vậy rồi. Nhưng mà tôi không mong nó nổi tiếng như vậy đâu. Tôi không chờ được đâu. Bây giờ tôi muốn nó có công việc ổn định, thấy không? Có tiền để nuôi vợ nuôi con nó, vậy là tôi vui rồi. Thực ra thì mình làm cha làm mẹ mà lúc nào cũng muốn cho con mình có những điều tốt đẹp, phải không anh? Chính xác. Thôi vô nhà uống nước anh. Thôi đi vô. Hạnh à, bây giờ cũng trễ quá rồi. Hay là Hạnh về nhà nghỉ ngơi đi nha. Nếu không người nhà của Hạnh lại lo cho Hạnh nữa. Anh cứ về trước đi. Hạnh như vậy làm sao mà tôi an tâm đi về cho được. Thôi anh về đi. Anh cứ về trước đi. Có về thì cũng về. Tôi không bao giờ bỏ Hạnh ở đây một mình đâu. Thôi được rồi, vậy thì đi về. Ngồi đi con. Dạ cho hỏi anh ba uống gì? Uống dừa đi bác ba, cho nó mát. Cho em hai trái dừa. Dạ rồi, chờ tôi một chút nghe. Dạ. Chú ạ, tôi nghe người ta đồn á, ông có thằng con rể tương lai còn già hơn ông nữa hả? Chưa hết đâu, nghe nói nó còn bị tật nữa. Đúng không anh ba? Sao ông ba gả con bé Hai cho thằng đó? Trời ơi. Nhưng mà
tôi biết lý do rồi. À, chỉ sao? Hai chữ đổi đời thôi. Vậy hả? Bác Ba, bác Ba. Ủa, kêu nước sao bỏ về mà không ai uống dạ vậy? À, cảm ơn chị nha. Thôi thì cô uống luôn đây. Uống sao kỳ vậy? Uống đi. Bác Ba, đừng có nghĩ tới mấy lời vừa rồi làm gì. Kệ họ đi. Con nghĩ thử coi, nếu là con có tức không? Làm sao bác Ba không tức được? Tất cả tại mẹ con bé Hai. Bác đã cấm rồi mà vẫn giấu bác, vẫn tiếp tục làm cái chuyện này. Bây giờ người ta nói vào mặt mình, nhục ơi là nhục. Anh Ba, trời ơi, có rể ngoại quốc thì phải vui lên chứ, sao cái mặt chầm dầm vậy? Phải vui lên chứ. Có rể ngoại quốc thì nhớ mời tụi tôi đi đám cưới đó nha. Được rồi, chờ đi, chờ dữ lắm mà. Ủa, gì vậy? Trời đất ơi, cái gì sao tự nhiên ở đâu ngoài về rung rung vậy? Ủa, John, con đi với lại bác mà chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, lúc nãy con với bác Ba đi uống nước thì gặp mấy người hàng xóm, họ bàn tán xôn xao chuyện vợ chồng của bé Hai nhà mình nè. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Chuyện đó có gì đâu mà phải giận dữ vậy ông? Tôi nhục lắm đó bà. Người ta cười vô mặt tôi, người ta nói tôi ham giàu, đi gả con của mình cho một cái thằng vừa già, lại vừa bị tật nữa, bà coi coi nhục chưa? Trời đất ơi, có gì đâu mà nhục. Chẳng qua là tại người ta ganh tị, người ta không có con gái đẹp như bé Hai, không gả được chồng giàu, cho nên họ mới nói vậy thôi. Ông sao thiệt, hơi chắc đâu mà lo ba cái chuyện đó. Ơi, uống mấy nước đi ông ơi. Hello tía má. Ủa, mà sao tía má làm gì mà mặt hình sự quá vậy? À, con biết rồi, mới cãi nhau nữa phải không? Tía má cứ dài ngày là nổ ra chiến tranh nè. Ở không được thì thôi bỏ đi. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Tao nổ ra chiến tranh là tất cả cũng tại vì mày gì đó. Gì vậy con? Tự nhiên gì con à? Con mới đi chơi về có biết gì đâu mà gì con. Thôi mày đừng có nói nữa. Nói hồi ông quê ông được chốt nổ banh nhà giờ á. Chứ tự bác nhiên bà, chửi người ta bác bà. Con xin phép bác. Mày vô duyên quá. Qua đây ngồi tao kể cho mày nghe. Chuyện gì vậy má? Chuyện gì mày vậy má? Mày và tao là người trong cuộc trong chuyện này nè. Chuyện này như vậy. Trước giờ hả? Duyên đi học toàn phải đi bằng xe bus không à? Hôm nay Khánh chở chi mất công vậy? Đâu có gì đâu mà mất công. Tiện đường thì Khánh chở Duyên thôi mà. Cảm ơn Khánh nhiều nha. Chút nữa Khánh đón Duyên được không? Thấy phiền Khánh quá, tại trường cũng gần nhà của tôi mà. Tôi đi bộ về cũng được rồi. Ok. Cảm ơn. Không có gì. Có cần Khánh trước không? Thôi, Khánh về trước đi, ở đây cũng gần nhà Duyên mà, lấy Duyên từ về được rồi. Ok, bye nha. Ok, bye bye. Nè má. Cảm ơn con. Giỏi quá ha. Để em phụ cho. Đi chị. Cảm ơn em nha. Trời ơi, sao bưng nặng không vậy? Không em phụ đỡ á, chắc gì làm bể hết đống tô này, chị đền hết một tháng lương luôn quá. Không có gì đâu, đưa đây, để em giúp cho. Dì Bảy, con bé này dễ thương ghê luôn á. Nó có bồ chưa dì Bảy? Có đứa đang theo nó học chung lớp. Nhưng mà nó chưa nghĩ tới con à. Ở bên này á, mà con gái dễ thương như bé Duyên hả? Trai nó theo nùm nượp luôn dì Bảy ơi. Bởi vậy tía nó lo quá trời, sợ nó bỏ bê học hành. Thành ra ổng canh nó dữ lắm con à. Thôi con gái là phải vậy á, cho chắc ăn. Thì đó cũng nghĩ vậy. Chú Ba. Trời hên quá. Anh vô anh Hai. Coi giùm tôi cái tivi đi.
Trời ơi, tối hôm qua còn coi được, hôm nay tới giờ tối thui tù mù luôn, không thấy gì hết. À được rồi, anh để nó đi, chú em coi cho. À, dạ. Dạ. Rồi cứ để nó đi anh ha. À. Anh ba. Ủa cái máy sao vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa anh ba. Tự nhiên nó không có tiếng vậy đó. Bật lên thì nghe rè rè. Mà tôi nghe nói cậu cho anh hai nhà ông á sửa máy hay lắm. Ừ. Nên tôi đem qua nhà cậu sửa giùm. À, đưa cậu nó làm cậu. Đi. Dạ. Cậu sửa giùm tôi cái đầu máy nghe. Trời ơi, nó cứ rè rè không mà cậu ơi. Chiều nay tôi qua tôi lấy sớm nghe cậu ha. Ê, bà Sáu. Trời ơi, sao bà tới sau mà sửa trước? Cậu sửa giùm tôi trước đi chứ tôi tới trước mà. Mày thằng đét ơi. Ông là đàn ông. Ông nhường phụ nữ một chút có sao đâu. Có vụ này nữa hả? Chứ sao, thôi quyết định vậy đi. Cậu cậu, cô sửa giùm tôi rồi, nha. Rồi, rồi, cho tôi lấy sớm nha. Cứ để đây. Ôi, tôi con sẽ nghe sửa cậu. Xong hết cho mọi người. Vậy nghe ông ba. Ê, bà Sáu, bà Sáu. Trời ơi. Trời ơi, cậu sửa giùm tôi đi. Thôi được rồi, yên tâm đi. Em sẽ sửa xong hết cho mọi người mà. Anh sửa ơi, anh sửa giùm tôi nha chứ nhà tôi xa lắm. Rồi, chú ba nói giùm con tâm. Tiếng chú ba. Vậy thôi em về dạ, nha, dạ, chị rồi, qua rồi, lấy. Rồi. Con về chú ba, em về anh. Nè nè nè. Nói cái này cho bay nghe nha. Nè. Bây mà mở tiệm sửa đồ đó nghe, tôi bảo đảm là đắt lắm luôn đó. Trời ơi, không có đâu bác ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Nhà mình nó tự nhiên trở thành bãi phế liệu nào vậy trời? Bãi phế liệu cái gì? Ở đây là mấy cái đồ mà lối sớm người ta đem lại nhờ nó sửa giùm luôn á. Dạ. Gì vậy? Sao không đem ra ngoài chợ mà sửa, ra ngoài tiệm mà sửa, đem vô nhà mình sửa? Bà. Ủa, mà sao người ta biết anh cho anh hai biết sửa mà người ta đem qua nhờ vậy tía? Thì bữa là tía với thằng John hai qua nhà ông bá chơi, rồi cái tivi nhà ông là bị hư, cho nên nó sửa giùm mà rốt cuộc là sửa quá tốt đi, cho nên là chắc ông đi khoe với hàng xóm, rồi lối xóm người ta nhờ nó lại sửa giùm vậy thôi mà. Trời đất ơi, rảnh quá, gánh thêm phiền phức. Trời ơi, rảnh quá, đi làm chuyện không công cho người khác à. Hết biết. Kệ nó, ai nói vậy kệ nó, ha. Cái gì mình giúp được cho người ta thì mình cứ giúp ha. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Tía con gọi. À. Dạ, con nghe tía. Giờ này ở bển khuya rồi, sao tía chưa ngủ nữa? Tía má cũng sắp sửa ngủ chứ. Cái bà nói bà nhớ bay, thành ra tía gọi để nói chuyện hỏi thăm coi nó làm sao. Sao mấy bữa nay có đi đâu không vậy? Dạ, con đang ở nhà bác ba sửa mấy cái đầu đĩa, rồi mấy quạt, rồi tivi cho hàng xóm nhà bác ba nè tía. Đó. Có cái gì làm được cho người ta vui lòng thì con cứ làm, thấy không? Tình làng nghĩa xóm mà, mình giúp được thì cứ giúp nghe con. Nè. Dạ. Con đi đây đi đó con coi cô nào được á. Tính đi con. Bay cũng lớn tuổi rồi đó. Tía ơi, chuyện tình cảm tía cứ để tự nhiên đi. Đừng bàn tính mấy cái chuyện này nữa, con mệt quá. Nói chuyện má con đi. Con hả? Má đi con. Con khỏe không? Dạ con khỏe. Gia đình bác ba khỏe hết hả con? Dạ vẫn khỏe má. Má cũng khỏe hả? Con coi giúp đỡ cho bác ba được cái gì hay là làm được cái gì thì con giúp nha con. Dạ con biết rồi má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ vậy thôi, cũng khuya rồi, tía má ngủ sớm nha. Dạ con cúp máy á. Dạ. Dạ má con tắt máy rồi. Bữa nào con cho bác ba nói chuyện với tía má con. Dạ. Thôi bay đây làm ha. Dạ. Sao vậy bé hai? Cái quạt này của nhà mình á, nó đứng rồi. Anh ưu tiên sửa trước giùm em nha. Được rồi, để anh sửa liền. Ừ. Tôi đi nghe bà. Ông à, ông với nó đi đường cẩn thận đó nha. Mà nhớ xem mắt cho cẩn thận, chứ không thôi người ta giới thiệu người không đàng hoàng thì nguy lắm đó. Tôi biết rồi. Lên trển mà tôi thấy không ổn á là tôi với con Hạnh quay về liền. Nhưng mà cũng phải xem cho cẩn thận á, chứ con gái mình là quan trọng lắm đó. Tôi biết rồi, đừng có lo nữa. Ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Tôi đi không ấy tôi về liền à nghe. Đi con. Cẩn thận nha con. Ủa, bé Út đâu rồi? Sao không ra dọn dẹp tiệm cho sạch sẽ chút coi? Cái gì mà dơ vậy? Em dọn rồi mà chị. Tao nói mày làm thì mày làm đi, còn nói rồi đứng đó nói nhiều nữa. Mà nói nghe nè, mày làm xong qua bên kia mua tao ly cà phê nha. Sáng giờ làm không có ly cà phê, mệt gần chết luôn nha. Sao chị không đi mà kêu em đi? Ủa, mày là người làm hay tao là người làm mà kêu tao đi? Bộ chị làm chủ ở đây hả? Cái con nhỏ này. Nè. Ở đây cô là chủ đó hả? Ủa, chị ba mới tới hả?
Tôi nói cho cô biết nha, bé Út tới đây á để làm việc chứ không phải làm ô xin. Đừng có sai bảo nó như vậy chứ. Phải chi cô làm công việc giỏi giống như sai bảo người khác thì tốt quá rồi. Chị đừng có ỷ mình là chủ rồi muốn nói gì nói nha. Đừng có sỉ nhục người ta như vậy nha. Tôi chỉ muốn cô tốt hơn thôi. Trời ơi, tôi cảm ơn chị. Tôi không có cần chị ra đời tôi. Em, ủa, ngày hôm nay em không có làm buổi chiều sao? Phone anh đến sớm vậy? Không có làm nữa, đi về. Cái con nhỏ này á, đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi à. Thiệt là quá đáng mà. Có chuyện gì vậy? Bộ em với chị Hà lại cãi nhau nữa hả? Bả Bình còn bé Út rồi quay lại sỉ nhục em. Nhưng em làm gì mà chị ấy lại như vậy? Em có làm gì bả đâu, chỉ sai con bé Út đi mua cà phê thôi. Vậy mà bả sỉ nhục em vậy đó, anh coi có tức không? Vậy là em không đúng rồi. Bé Út đến làm neo kia mà. Hay cái anh này, còn châm dầu vào lửa nữa. Vậy thôi, anh không nói nữa. Bây giờ mình đi đâu đây? Anh đang rảnh nè. Đến casino sẽ chết đi. Casino nữa hả? Tí mà biết là tí la đó. Ủa, anh không nói sao tí biết được? Ok. Mũi hảo lên. Hảo lên. Đó, anh thấy chưa? Nó khen mặt con Hạnh á, hảo len à, là A Phúc á, chịu con gái anh rồi đó. A Phúc á, muốn tiến tới với con gái của anh. A Phúc á, là một kỹ sư lớn ở bên Đài Loan, biết hoàn cảnh của anh, cho nên là chấp nhận giúp đỡ gia đình của anh. Với một điều kiện là anh phải gả bé Hạnh cho A Phúc. Anh với bé Hạnh có đồng ý không? Đồng ý chứ, đương nhiên là đồng ý rồi. Chuyện tình ngày hôm qua, em cố giấu riêng mình em. Nỗi buồn dường như đã quên, lời yêu thương cũng ngủ quên lâu rồi. Từng chiều vàng mênh mang và cơn gió khẽ đông đưa hoa vàng, gợi lại những ký ức xưa, rồi cơn gió cuốn anh đi thật xa. Vội tan tình yêu đi xa ngút ngàn, đến lúc cánh hoa tàn úa chẳng còn tin những tiếng yêu trong đời, bao xót xa đầy vơi về dấu kín trong nụ cười. Rồi một ngày đông qua, mùa xuân đã lại cánh hoa vàng, rồi đánh thức giấc mơ ngày xưa. Em về nhặt lại cánh hoa vàng, rồi đánh thức giấc mơ ngày xưa.